Thì đầu tiên câu chuyện liên quan đến chiến lực thương hiệu phải không ạ? À, đâu đó thì chúng ta như lúc nãy vừa nói là chúng ta đã nghe thấy Và bản thân các chủ doanh nghiệp thì cũng nghe nói rất là nhiều đến thương hiệu rồi Vậy thì theo các bạn thương hiệu nghĩa là gì? À, thương hiệu là một cái logo Thương hiệu là tên của doanh nghiệp Thương hiệu là tên của cá nhân bạn Ví dụ như tên tôi là Đặng Thanh Vân à, Thương hiệu chính là câu slogan của doanh nghiệp Hay thương hiệu là hệ thống nhân viên hay là tài sản của doanh nghiệp Hay thương hiệu chính là những gì mà tôi đang có thương hiệu chính là hình dáng của tôi đây hay là thương hiệu là gương mặt của tôi thì vậy thì điều gì sẽ chính là thương hiệu? Thì có rất nhiều cái định nghĩa khác nhau về thương hiệu, có người thì um, tuy nhiên thì cái định nghĩa phổ quát nhất vẫn là thương hiệu chính là uh, những liên tưởng trong tâm trí trong tâm trí của khách hàng khi mà người ta liên tưởng đến một tổ chức, một sản phẩm hay là một cá nhân cụ thể. Uh, có một câu nói rất hay để định nghĩa cho thương hiệu cá nhân đó chính là thương hiệu cá nhân là những gì mà người ta nói về bạn sau khi bạn đã rời khỏi phòng thương hiệu cá nhân của tôi sẽ là những điều mà bạn sẽ nghĩ về tôi nếu như bạn không nhìn thấy tôi hoặc nói đơn giản là nếu như nói đến thương hiệu đâu đó trong tâm trí của bạn sẽ nhảy ra một số từ khóa nhất định À, và một số chuyên gia nhất định liên quan đến lĩnh vực là giảng dạy về thương hiệu chẳng hạn như là à, có thể là sau hôm nay khi mà các bạn đã nghe là, nghe bài giảng này thì các bạn có thể nhớ ra rằng là à có chuyên gia Đặng Thanh Vân là người giảng dạy và tư vấn về chiến lược thương hiệu dành riêng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ thì đó chính là à, những điều mà liên tưởng trong tâm trí của bạn khi mà bạn nghĩ đến vấn đề là thương hiệu cá nhân thứ hai nữa là nếu như khi nhắc đến tên à, chẳng hạn như tên nhắc đến Sony à, nhắc đến à, iPhone nhắc đến samsung các bạn liên tưởng đến điều gì nhắc đến iphone đương nhiên chắc chắn là các bạn đã liên tưởng đến một cái điện thoại smartphone và thậm chí là các bạn còn liên tưởng đến cái iphone x đúng không ạ thế thì câu chuyện và các bạn sẽ liên tưởng đến cái việc là cái smartphone nó thông minh như thế nào nó mượt ra làm sao hay là liên tưởng đến samsung thì các bạn có thể nghĩ đến một cái công ty về công nghệ của hàn quốc một cái sản phẩm về công nghệ của Hàn quốc một cái điện thoại samsung mà rất là hữu ích dành cho giới chủ chẳng hạn ví dụ như vậy hoặc nếu như lúc nãy vừa mới nói đến là thương hiệu cá nhân khi nhắc đến tên của cá nhân bạn liệu khách hàng của bạn sẽ liên tưởng đến điều gì những người bạn bè của bạn sẽ liên tưởng đến điều gì à, họ hàng gia đình của bạn sẽ liên tưởng đến điều gì họ có thể nghĩ rằng là à, bạn là một người cha tốt một người chồng tốt một người mẹ tốt một người vợ tốt hoặc là một người chủ doanh nghiệp à, rất là mạnh mẽ năng động và nhân hậu Ví dụ như vậy, tất cả những điều mà người ta liên tưởng đến đó và người ta sẽ chia sẻ về bạn như vậy đó thì đều có thể đều được coi đấy chính là thương hiệu cá nhân của bạn. Họ toàn bộ những điều mà bạn nghĩ về, bạn chia sẻ về một thương hiệu nào đó nằm trong tâm trí của bạn thì tất cả những điều đó tụ chung lại trở thành thương hiệu của một tổ chức của một cá nhân nằm trong tâm trí của chính bạn. Và điều đó thì cũng cho thấy rằng là trên thực tế Tôi có thể nghĩ về iPhone một kiểu Vì tôi là người thích Samsung Và tôi luôn luôn dùng điện thoại Samsung Và tôi mỗi khi mà phải dùng những cái thiết bị của iPhone Mặc dù tôi có dùng máy mắc, tôi có dùng iPad Nhưng mà tôi vẫn cảm thấy là nó rất là khó khăn đối với tôi Trong khi tôi, khi mà tôi sử dụng các cái thiết bị của Samsung Thì tôi cảm thấy nó rất là dễ dàng Và đối với tôi thì tôi trở nên là trung thành hơn với điện thoại Samsung Ví dụ như vậy Thì rõ ràng là cái liên tưởng của tôi về thương hiệu iPhone Nó hoàn toàn khác với liên tưởng của bạn về thương hiệu iPhone Nếu như bạn là một cái fan hâm mộ và fan trung thành của iPhone. Thì uh, điều đó cũng cho thấy rằng là với thương hiệu cá nhân cũng tương tự vậy. Nếu như trong trường hợp là đâu đó những cái học viên của tôi, những khách hàng của tôi đã hiểu rõ về cá nhân tôi, họ đã được tiếp cận với tôi rất nhiều lần và vì thế cho nên họ biết rõ ràng cá nhân tôi là một người như thế nào, tôi có phong cách như thế nào, tính cách của tôi ra sao, tôi hoạt động tư vấn của tôi như thế nào, hiệu quả công việc của tôi ra sao, hoặc là thậm chí là những người người thân thì còn biết được những cái tính xấu của tôi nữa. Thế thì câu chuyện với những người ví dụ như bạn là một cá nhân mà bạn chưa hề nghe thấy tôi bao giờ và lần đầu tiên bạn được tiếp xúc với khóa học của tôi thì trong đầu bạn chắc chắn sẽ nảy sinh ra một câu hỏi là thực ra thì cái cô này cô sẽ nói cái gì vậy? Thực ra thì cái bài giảng này có hữu ích với tôi không? Và thực ra thì tất cả những cái điều này nó sẽ đem lại cái giá trị gì? Đó chính là à, những điều nhưng ít nhất bạn sẽ hình dung là à có một người phụ nữ tên là Đặng Thanh Vân à, như lúc nãy tôi mới giới thiệu là tôi 42 tuổi ấy, và đã làm ở một công ty chuyên về tư vấn chiến lược thương hiệu trong vòng 17 năm ví dụ như vậy thì tất cả những cái thông tin đó chính là thương hiệu nằm trong tâm trí từng khách hàng khác nhau và chính bạn cũng vậy à, thương hiệu cá nhân của bạn trong tâm trí khách hàng của bạn trong tâm trí vợ bạn con bạn chồng bạn gia đình của bạn hoàn toàn khác với thương hiệu cá nhân của bạn trong tâm trí khách hàng bạn hãy lưu ý điều đó và có những khách hàng khác nhau sẽ có những cái cách nghĩ hoàn toàn khác nhau về bạn nhân viên của bạn họ sẽ nghĩ như thế nào về bạn khách hàng sẽ nghĩ như thế nào về bạn và bạn sẽ muốn là nhân viên nghĩ gì và khách hàng nghĩ gì đó là những cái câu hỏi rất quan trọng mang tính chiến lược à, chúng ta vừa cùng nhau à, chốt lại vậy là thương hiệu ở đây khái niệm về thương hiệu hay thương hiệu cá nhân thì có mấy cái điều quan trọng mà bạn phải nhớ thứ nhất là những cái liên tưởng thứ những điều mà mình nghĩ về những cái liên tưởng thứ hai là trong tâm trí người khác trong tâm trí người khác khi nghĩ về cá nhân mình thì đó chính là định nghĩa về thương hiệu cá nhân